Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn Ngữ văn 8. Trước khi bước vào bài học, mời các em tham gia một trò chơi có tên nhìn hình đoán thành ngữ. Luật chơi như sau, cô sẽ đưa ra các hình ảnh, các em có 3 giây để suy nghĩ, đoán thành ngữ. Đây là thành ngữ khỏe như voi. còn đây là thành ngữ đen như cột nhà cháy thành ngữ nhanh như chớp thành ngữ gầy như que củi Còn đây là thành ngữ ném tiền qua cửa sổ. Những thành ngữ trong trò chơi vừa rồi đều sử dụng cách nói quá để thể hiện dụng ý của người nói. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu biện pháp tu từ này trong tiết học hôm nay. Tiết 34, nói quá. Một là mã, nói quá và tác dụng của nói quá. Một nhỏ ví dụ sách giáo khoa trang 101. Em hiểu nghĩa của các cụm từ in đậm trong ba ví dụ sau như thế nào? Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Con đường mòn chạy thẳng đến tận chân trời. Ở câu tục ngữ, đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối thì chưa nằm đã sáng tức là đêm ngắn, chưa cười đã tối tức là ngày ngắn. Tác giả dân gian đã phóng đại về tính chất của hiện tượng thời tiết, nhấn mạnh Tính chất của thời tiết đêm tháng 5 và ngày tháng 10 rất ngắn. Còn mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, tức là mồ hôi rơi nhiều liên tục do phải làm việc nặng nhọc. Ở đây tác giả đã phóng đại về mức độ của sự việc, nhấn mạnh nỗi vất vả của người nông dân khi làm ra hạt gạo. cụm từ chạy thẳng đến chân trời tức là dài khuất tầm mắt nhấn mạnh về độ dài như vô tận của con đường từ đó các em hãy chú ý nhìn vào bảng sau em nối các câu ở hai cột a và b để thấy được tác dụng của phép nói quá Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối là phóng đại về tính chất. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày là phóng đại về mức độ. Con đường mòn chạy thẳng đến tận chân trời là phóng đại về quy mô. Em hãy so sánh hai cách sử dụng sau sử dụng biện pháp nói quá đó là những ví dụ mà chúng ta vừa tìm hiểu còn nếu không sử dụng biện pháp nói quá thì sẽ là những câu sau đây đêm tháng 5 đêm ngắn ngày tháng 10 ngày ngắn cày đồng đang buổi ban trưa mồ hôi rơi nhiều và liên tục con đường mòn chạy dài khuất tầm mắt chúng ta thấy sử dụng biện pháp nói quá thì câu nói sẽ hay và gây ấn tượng còn nếu không sử dụng biện pháp nói quá thì đó là những câu nói bình thường và không ấn tượng gì đối đối với người nghe, người đọc. Từ việc phân tích ví dụ, theo em, nói quá là gì? Tác dụng của biện pháp nói quá này là gì? Câu trả lời được thể hiện trong phần ghi nhớ. Khái niệm Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả. Tác dụng Nhấn mạnh ý, gây ấn tượng và tăng sức biểu cảm cho lời văn. Lưu ý Nói quá còn có tên gọi khác là khoa trương, ngoa dụ, thậm xưng, phóng đại, cường điệu, để nhận ra biện pháp nói quá thì chúng ta cần đối chiếu nội dung lời nói với thực tế. Phải nắm được cái ý nghĩa hàm ẩn của lời nói. Tức là các em cần hiểu theo nghĩa bóng chứ không hiểu theo nghĩa đen. Chúng ta sẽ làm bài tập nhanh sau đây. Tìm và nêu ý nghĩa của phép nói quá trong những câu sau. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ xước da thôi. Từ sáng đến giờ em có thể đi lên đến tận trời được. Cụ bá thép ra lửa ấy lại sự nhũn mời hắn vào nhà sơi nước. Ở câu A, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Ý nghĩa là nhấn mạnh sự quyết tâm cũng như công sức của con người, dù có khó khăn đến đâu mà quyết chí, gắng sức cũng sẽ đạt kết quả mỹ mãn. Câu B, anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sứt da thôi, từ sáng đến giờ em có thể đi lên đến tận trời được. Phép nói quá thể hiện trong cụm từ đi lên đến tận trời được. Ý nghĩa thể hiện ý chí, nghị lực cũng như lòng lạc quan tin tưởng của con người mặt khác còn để chấn an mọi người rằng vết thương nhỏ chẳng có ý nghĩa gì nghĩa lý gì c cái cụ bá thét ra lửa ấy lại sử nhũn mời hắn vào nhà sơi nước cụm từ nói quá ở đây là thét ra lửa thể hiện được nhấn mạnh vào tính các nhân vật cụ bá là kẻ có quyền uy hống hách Chúng ta cần phân biệt phép nói quá và cách nói khoác. Nói khoác và nói quá có điểm giống nhau đó là đều phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả. Khác nhau ở đây, nói quá mục đích là nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho câu nói, có tác dụng tích cực. Còn nói khoác với mục đích làm cho người nghe tin vào những điều không có thật tạo tiếng cười có ý nghĩa phê phán những kẻ khoác lác trong cuộc sống tác dụng tiêu cực đây là hai câu chuyện về cách mà người nói thể hiện sự nói khoác cô sẽ đọc cho các con nghe hai người bạn lâu ngày không gặp kể các chuyện lạ mình được chứng kiến anh nọ được dịp nói khoác Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền dài không lấy gì mà đo cho xiết. Có người 20 tuổi đứng ở đằng mũi, bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái. Trong làng cũng có một anh nói khoác nổi tiếng, nghe vậy liền kể ngay một câu chuyện. Như thế đã lấy gì làm lạ? tôi đi rừng thấy có một cây cao ghê gớm. Có một con chim đậu trên cành cây ấy, đánh rơi một hạt đa. Hạt đa rơi xuống lưng chừng gặp mưa, gặp bụi rồi nảy mầm, đâm rễ thành cây đa. Cây đa lớn lên, sinh hoa, kết quả. Hạt đa ở cây đa đó lại rơi vãi ra, đâm chồi nảy lọc thành nhiều cây đa con đà con cũng như cây đa mẹ lớn lên, sinh hoa kết quả, lại nảy ra hàng đàn cây đa cháu, cứ thế mãi cho đến khi rơi xuống đất thì đã bảy đời tất cả. Anh đi xa về nghe thế, gân cổ lên cãi, làm gì có cây đa cao thế, chả ai tin được. Anh kia cười ranh mãnh, ấy không có cây đa cao thế thì lấy đâu ra gỗ mà đóng chiếc thuyền của anh? Câu chuyện thứ hai, quả bí khổng lồ. Hai anh chàng đi qua một khu vườn trồng bí, một anh thấy quả bí to kêu lên: "Cha, quả bí kia to thật." Anh bạn có tính hay nói khoác cười mà bảo rằng: "Thế thì đã lấy gì làm to, tôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có một lần tôi tận mắt trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà đằng kia kìa." Anh kia nói ngay: "Thế thì đã lấy gì làm lạ?" Tôi còn nhớ, một bận tôi trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng ta. Anh nói khoác ngạc nhiên hỏi, cái nồi ấy dùng để làm gì mà to vậy? Anh kia giải thích, cái nồi ấy dùng để buộc, để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà. Anh nói khoác biết bạn chế nhạo mình, bèn nói lãng sang chuyện khác. Chúng ta chuyển sang phần 2 la mã luyện tập. bài 2 sách giáo khoa trang 102 Các em mở sách giáo khoa ra theo dõi nha Điền các thành ngữ sau đây vào chỗ trống Để tạo biện pháp tu từ nói quá Bầm gan tím ruột, chó ăn đá, gà ăn sỏi Nở từng khúc ruột, ruột để ngoài da, vắt chân lên cổ Ở câu A chúng ta sẽ điền thành ngữ chó ăn đá, gà ăn sỏi tạo thành câu ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thế này cỏ không mọc nổi nữa là trồng rau trồng cà câu b nhìn thấy tội ác của giặc ai ai cũng bầm gan tím ruột cô nam tính tình sợi lởi ruột đẻ ngoài da câu d lời khen của cô giáo làm cho nó nở từng khúc ruột câu e bọn giặc hoảng hồn vắt chân lên cổ mà chạy đây là sơ đồ tư duy thể hiện khái niệm của phép nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả nhằm nhấn mạnh gây ấn tượng tăng sức biểu cảm cho lời văn phân biệt nói quá và nói khoác điểm giống nhau cùng nói quá sự thật cùng phóng đại sự việc hiện tượng lên nhưng khác nhau nói quá là phóng đại sự việc lên nhằm nhấn mạnh gây ấn tượng tăng sức tăng cái giá trị biểu cảm, tạo độ tin cậy cao cho người đọc, người nghe, đó là tác động tích cực. Còn nói khoác làm cho người nghe tin vào điều không có thực, tạo ra một sự khôi hài hoặc chê bai, làm cho người đọc, người nghe bật cười chế nhạo và tạo ra tác động tiêu cực. Đây là nội dung ghi bài, các em hãy ghi vào vở bài học nhé. Hướng dẫn tự học. Các em hãy học thuộc phần ghi nhớ, sưu tầm một số câu ca dao và thơ văn có sử dụng phép nói quá, viết một đoạn văn ngắn hoặc một bài thơ có dùng biện pháp nói quá. Chúc các em học tập tốt.